Mina xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với channel của mình, Vợ ATX Real Estate hay là Vợ Texas. Thì hôm nay mình đang đứng ở Fruitvale, Texas. Một chút thông tin về cái community này nha các bạn. Community này gọi là Cantera. Thì Cantera nó có hai khu vực. Một là Cantera Meadow đã được xây cách đây khoảng 3 năm. Và năm rồi thì họ đã build một cái khu vực nữa gọi là Cantera East. Thì Cantera East này á, thì nhà cửa nó kiểu mà modern hơn là cái nhà cửa của Cantera Meadow nha các bạn. Thì chút xíu nữa là Lina chỉ cho các bạn xem căn nhà mà Lina đã bán cho một người khách hàng tuần này, thì close vào ngày mai. Thì cái căn nhà này đó là được xây gọi là modern style. Cái kiến trúc của nó rất là đặc biệt so với một cái classic model. Thì cái builder này á, là gọi là Dale Horton nha các bạn. Dale Horton xây nhà rất là nhiều ở cái khu vực Fruitvale này, thì đặc biệt nhất là cái khu Cantera này. Và một ít thông tin về cái khu vực này nha các bạn. Cantera thì cách khoảng chừng 25 phút chạy xuống downtown của thành phố Austin và 25 phút chạy tới phi trường của thành phố Austin. Và những cái công ty mà high technology chẳng hạn như là công ty Apple như các bạn, nó nằm ở đường Palmer Lane mà nó nằm ở bên miền Tây đó. Và công ty Samsung và Applied Materials, hãng Dell và hãng GM, tất cả đều là nằm vòng vòng cách khu vực này khoảng chừng 15 phút là cao. Cho nên nếu mà các bạn về cái khu vực này rất là tiện nghi. Còn thêm một cái đặc biệt nữa là trong năm nay cho tới 5 năm sau thì ở cái khu vực Fruitvale này gần cái trên đường Howard Lane và cái đại khái là cách đây cũng khoảng 2-3 phút mà thôi, họ sẽ xây dựng lên một cái khu thương mại gọi là East Village. Nó giống như một cái khu thương mại outside mà ở đây nó có một cái khu đó gọi là khu domain, thì nó y hệt giống như là cái khu đó, rất là đặc biệt, nhiều shopping mall, nhiều nhà hàng và nhiều công ty và khách sạn và movie theater và tất cả những cái trò chơi gì cũng đều có trong đó hết. Cho nên các bạn mà có dọn về Fruitvale này đó thì xin hãy liên lạc cho Lina nhé. Những cái information và thông tin của Lina thì nó nằm ở đằng sau cái video, nếu mà các bạn xem hết. Và còn một phần nữa là nếu các bạn chưa có register hay là chưa có đăng ký kênh của Lina thì làm ơn đăng ký để Lina sẽ đi tham khảo thêm nhiều cái khu vực mới và những căn nhà đẹp cho các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ xin mời các bạn hãy theo Lina để tham khảo một cái căn nhà này. Rồi, căn nhà này gọi là Roosevelt, có 2.350 square feet. Ở trên đây có 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm, 4 bath. Ở dưới lầu là có 3 phòng ngủ với 2 phòng tắm. Còn ở trên lầu là lầu lửng, thì nó có 1 phòng ngủ với 1 cái 4 bath và cộng thêm 1 cái loft để mình coi TV nữa nha các bạn. Ok, thì cái căn phòng này là căn phòng gia đình cộng thêm cái nhà bếp open, một không gian rất là rộng rãi. Dale Horton này đó là tất cả những gì ở trong căn nhà này là standard. Cho nên đó là những cái floor của nó đó, nó gọi là vinyl đó, EVP đó, nó làm nhìn giống như hệt là bằng gỗ luôn. Là tất cả những cái floor trên cái lầu 1 này đó, đều là như vậy, chỉ có phòng ngủ là có thảm mà thôi. Cho nên cái bếp của nó thì nó dùng stainless steel appliances của hãng Whirlpool. Thì ở đây cũng có ga và lò và máy rửa chén và sinh, những cái faucet ở trong nhà đều tất cả là stainless steel appliances. Rồi, các bạn nhớ là cái căn nhà này đó là modern style, cho nên ở trong nhà họ dùng những cái vật liệu hơi khác biệt và mới hơn cái căn nhà mà classic của Cantera Meadow. So đây là Cantera East. So các bạn cũng có thể thấy được đó là những cái tủ nó được sơn vào cái màu là xám, a little bit modern. Những cái lò nó làm như cái design nó khác nhau. Và sau đó những cái faucet nó cũng modern hơn. Và nó, cái cửa cũng vậy, nó có mấy cái panel, nó nhìn rất là modern cho cửa trẻ. Còn những cái cửa hồi xưa thì nó làm theo hai panel mà thôi. Các bạn còn một cái feature mà mình muốn nói lên các bạn, nếu mà các bạn xây nhà của Dale Horton đó thì họ có một cái smart technology. Thì smart technology là gồm có một cái key, nó gọi là Q-set.
door lock ha các bạn, rồi mình có thể bấm nút vào. Và ở ngoài sau đây đó thì nó có cái chuông, thì khi mà mình bấm chuông vào á thì nó sẽ connect tới cái thermostat với cái screen ở đây cho mình xem. Thì cái thermostat này đã được làm bằng Honeywell. So mình có thể configure everything qua cái điện thoại của mình. Rồi, bây giờ xin mời các bạn hãy theo Lina vào căn phòng Master Bathroom and Master Bedroom. Căn phòng này rất là rộng rãi nha các bạn. Các bạn để ý những cái baseboard ở trong cái phòng xung quanh căn nhà đó được xây đó là khoảng chừng 5 inch nha các bạn. Mình so với những căn nhà cũ là nó chỉ là 2 hay 3 inch mà thôi. Thì cái modern style này đó thì nó làm nó rất là gọn mà đẹp mà lại đơn giản. Ở trong đây thì cũng có nhiều cửa sổ ánh sáng rất là sáng sủa. Và đi vào trong đây đó là có một cái standing shower nó rất là lớn. Họ trong phòng master họ bỏ double vanity ha các bạn ha. Rồi là ở đây thì có một cái private toilet, đại khái là như vậy. Họ dùng cái phòng tắm đứng rất là rộng, tiện nghi nhất là họ không có làm cái phòng tắm ngồi, tại vì cái phòng căn phòng thì nó cũng vừa vặn mà thôi, cho nên họ làm cái phòng tắm đứng rất là dài và tile, và có thêm một cái cửa sổ ở trên nữa thì nhìn xuống cho có rất là nhiều ánh sáng tự nhiên. Và cái closet thì cũng rất là lớn, đơn giản là nó cũng walk-in closet. Cho nên đối với một căn nhà mà 2.300 square feet mà nhà lầu lửng như vậy á, thì cái căn phòng này đó là rất là trung bình cho cái căn nhà. Ngoài đó ra đó các bạn, ở đây cũng có thêm một cái phòng nó đựng cleaning closet nữa. Đó, thì trong đó là họ đã đóng hết tất cả tủ để sẵn sàng cho mình đựng khăn hay là đựng quần áo gì đó. Đó là cái phòng. Và sau đây xin mời các bạn đi tham khảo thêm hai căn phòng ngủ ở dưới lầu 1 nha các bạn. Thì mình vừa tham khảo qua cái căn phòng master bath and master bedroom, thì bây giờ mình qua đây là nó có hai cái phòng ngủ. Thì lúc nãy Lina nói là ở đây tổng cộng là 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Thì cái đây là phòng tắm thứ hai, nhưng mà đây là phòng ngủ thứ hai đây. Thì mỗi phòng ngủ nó đều có một cái closet, mà cái room nó cũng rất là rộng nha. Tại vì những căn nhà mới xây bây giờ giúp những tích nhỏ, họ làm cái phòng rất là nhỏ, nhưng mà cái này trung bình thì cái phòng cũng rất là lớn. Mình để được giường, để được cái desk và có thể được cái chest để đủ mà để cho một em ngủ ở đây và học bài đây luôn. Và chính giữa hai căn phòng này đó là một cái phòng bathroom. Thì cái phòng bathroom này được share bởi hai phòng ngủ. Thì các bạn xem những cái đồ vật liệu xây dựng ở trong đây đó và những cái modern feature hết. Đây là phòng ngủ thứ hai hay là phòng ngủ thứ ba, cũng được xem size với phòng ngủ thứ hai. Và các bạn, bây giờ mình tiến lên cái lầu lửng nhé. Thì cái này nó gọi là one and half story, cái việc mình gọi là một lầu lửng đó các bạn. Thì ở trên đây đó là nó có một cái phòng ngủ và một cái phòng tắm, và cộng thêm một cái loft để mình chơi game hay là coi TV. Rất là rộng nha các bạn. Nếu mà các bạn ai mà có con cái mà tuổi high school hay là đi học đại học đó, thì nếu mà họ thích cái privacy đó thì mình nên chọn cái floor plan như thế này. Nó có một cái full bath nè, rồi có một cái phòng ngủ nè, rồi cộng thêm cái phòng này để mình xem TV nữa, rất là đặc biệt. Thì nếu mà mai mốt mà con cái nó đi học về đó thì nó có thể ở căn phòng này, mình có thể giữ cho nó, tụi nó đi đi về về thăm. Còn nếu mà các bạn nào không có con cái thì các bạn có thể giữ căn phòng này cho những người khách mà đến thăm các bạn trong những cái lễ mà Tết hay là lễ vacation mà họ đi từ tiểu bang khác tới đây thăm mình á, thì mình cứ giữ cái căn phòng này với một cái lầu này cũng giống như là một cái suite của một cái khách sạn cho khách của mình, cũng là một cái ý rất là hay.
Nãy giờ mình đã tham quan hết căn nhà, bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài đằng sau patio nha các bạn. Thì Dior từng xây tất cả những cái đồ mà họ bỏ vào đây đó là cover patio cũng là standard luôn. Có nhiều builder khác đó mình phải trả tiền để xây cái cover patio. Họ đã bỏ mấy cái cỏ, thảm cỏ lên ở đằng sau và trước vườn cho mình tất cả luôn. Và họ cũng bỏ vào hàng rào hết tất cả cho mình. Cộng thêm cái sprinkler system là để nó tưới cỏ, hệ thống tưới cỏ cũng là include trong cái standard, cái giá standard cho mình luôn. Đó các bạn. Ở đây nó có một cái rail. Thì các bạn thấy đó là cái safety rule của thành phố đó là nếu mà nó trên khoảng 18 inch hay là 2 feet đó, thì họ sẽ bỏ một cái rail này để cho an toàn cho mình. Nó rất là dễ thương. Vì cái rail này nó làm cho mình thấy cảm giác giống như là một cái hàng lang mình đang đứng đây mà mình nhìn xuống. Và cũng là an toàn luôn, mình không có trượt chân xuống đó. Nếu mà có em bé hay là người lớn tuổi thì mình không có lo. Vậy ha các bạn ha. Thì đại khái là cái khu vườn nó cũng rộng, đủ cho mình trồng hoa, trồng rau, trồng quả. Lina xin cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình. Thì để Lina recap một chút xíu ha. Thì cái khu này là Cantera East. Thì ở đây rất là gần cái high tech company chẳng hạn như Samsung, GM, hãng Dell và hãng Apple. Và chạy xuống dưới Austin và chạy lên airport thì cũng khoảng 25 phút mà thôi. Khu này rất là tiện nghi. Thì họ cũng sắp sửa xây một cái community gọi là cái mall, shopping mall gọi là East Village đó các bạn. Thì nếu các bạn nào có cần những thông tin về cái khu vực này đó, thì đặc biệt nhất là cuối tuần sau, ở đây nó sẽ có hai cái lot cuối cùng nó sẽ mở ra, thì ở đằng gần sau cái nhà mẫu đó các bạn. Thì hai cái lot này, một là hai tầng lầu một cái, còn một cái là nhà trệ. Thì khoảng 2.000 square feet. Nếu các bạn nào thích dọn về khu này, chung nữa là các bạn cũng đang theo dõi là cái căn này là mình đã tour qua đó, thì giá của căn này là bao nhiêu. Thì cái lúc mà mình mua thì giá cũng khoảng là 455.000 nha các bạn. Rồi, hai căn mà kế tới mà họ sẽ release đó là khoảng chừng đâu là khoảng chừng có khoảng là 400-450.000 một căn một tầng lầu và một căn hai tầng lầu. Nếu các bạn có ý định mua những căn nhà đó thì liên lạc đi nè. Rồi, xin cảm ơn các quý vị và thank you so much for theo dõi nha.